7 là 80 con bò sinh thực hiện sự phong. Một là công tác tuyên truyền trong hệ thống bộ và các xã hưởng lợi về mục đích ý nghĩa liên quan của tuyên truyền về quy trình cắt kết thực hiện dự án để các hộ hưởng lợi hiểu rõ. Các hộ dân hưởng lợi làm chuồng trại, chuồng bò voi để cho bò ăn. Về số tiền mức hỗ trợ và kinh phí của dự án, con bò sinh sản chất lượng nguồn giống từ 12 tháng tuổi trở lên hỗ trợ 10 triệu đồng trên một con. Kinh phí đối ứng là ủy ban nhân căn cứ vào tiêu chí quy định của chương trình. Hội chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với cấp ủy chính quyền gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, đảm bảo bình xét công khai dân chủ, có sự tham gia của chính quyền và đoàn thể. Các tháng trở lên tối thiểu là trọng lượng 130 kg. Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng như là ủy ban nhân dân của huyện Lâm Đồng và xã đã giúp cho các hộ nhân dân cùng chung tay với nhau cùng với cộng đồng sẽ chăm sóc những con bò cái đó thật là tốt để cho đứa bé cái tiếp theo chúng ta giúp được nhiều nữa. Chúng tôi xin thay mặt cho công ty sữa cô gái Hà Lan giúp cho cộng đồng chúng ta cùng nhau được trở nên giàu có hơn xây dựng chương trình. Kế tiếp có 20 hộ gia đình để chúng ta lại được tiếp cận tiếp tục nhận những với các cái dự án khác về cấp bò cho các hộ dân. Dự án này nó mang cái ý nghĩa nhân văn của nó là chúng ta biết chia sẻ những đàn bò của chữ thập đỏ. Cái đầu tư chúng tôi nhận thức biết nói gì nữa. Hôm nay là chúng tôi là bên hộ nghèo được rất là vinh dự được hôm nay lễ trao giải bò của nhà tài trợ sữa cô gái Hà Lan của hội chữ thập đỏ của Trung ương về trao tặng bò cho chúng tôi và chúng tôi xin hứa là sẽ chăm sóc những cô bò cái này thật tốt và để đẻ ra những lứa bê thật chắc khỏe để giúp đỡ cho những hộ nghèo tiếp theo. Và những con bò này do sự tài trợ và sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mình giúp cho chúng tôi được xóa đói giảm nghèo và giúp cho mọi người xung quanh những hộ nghèo tiếp theo cũng sẽ được xóa đói giảm nghèo.
Và khi tham gia với chương trình dự án Ngân hàng Bò này, chúng tôi đã đồng hành cùng với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để chung tay đưa đến những cô bà cái khỏe mạnh, giúp cho các hộ nông dân có cái phương tiện để sinh sống, thoát nghèo, và không những thế mà còn có thể giúp cho cộng đồng, cho những người nghèo khác quanh mình có thể thoát nghèo giống như mình. Vì vậy trong 5 năm qua, chúng tôi đã cùng đồng hành với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, đem đến cứ mỗi năm lại đem đến 60 con bò cái cho các hộ. Và năm nay, năm 2017, công ty chúng tôi đã cùng với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đem đến cho huyện Đam Rông hơn 80 con bò. Và như lúc nãy đồng chí chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã nói, thì chúng tôi không chỉ đem đến niềm vui cho 80 hộ nghèo của huyện Đam Rông, mà năm nay với phương cách mới của tỉnh Lâm Đồng thì chúng tôi đã đem đến niềm vui cho tới 160 hộ. Và như vậy với 80 hộ đầu tiên có 80 con bò cái khỏe mạnh như thế, 160 hộ cùng nhau chăm sóc, thì 80 con bò cái này sẽ cho ra chúng ta thêm 80 cái lượt bê cái đầu tiên. Và cứ như thế, chương trình dự án Ngân hàng Bò có thể tiếp tục nhân rộng để cùng chúng ta cùng nhau có thể giúp cho nhiều hộ nông dân thoát đói, giảm nghèo hơn nữa. Thì với cái số lượng năm nay được đầu tư là 80 con bò. Với cái 80 con bò này thì chúng tôi đã triển khai ở 7 xã của huyện Đam Rông. Với cái mục đích ý nghĩa là để giúp cho các cái hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa có cái điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Thì chúng tôi đã chọn một lúc là hai hộ gia đình. Hộ A thì được hưởng lợi trước và sau đó là hộ kế tiếp là hộ B. Và sau khi mà cái con B được giao thì nếu như mà con B này nó sinh sản thì được tiếp tục giao cho cái hộ B. Thì đây là một ý nghĩa hết sức nhân văn và giúp cho các cái hộ này có điều kiện là cùng nhau chăm sóc và cùng nhau giám sát để thực hiện tốt cái mục tiêu của dự án đề ra.